chào các bác. Và ngày hôm nay bên Compro Audio lại tiếp tục về một mẫu loa RCF sử dụng bass 30 con 16 từ 190. Hàng này là hàng loại 1 các bác nhá. Hiện tại ở trên thị trường hàng chính hãng đôi loa RCF này khoảng 45 triệu đến 60 triệu các bác nhá. Một hãng loa cực kỳ nổi tiếng của Italia. Với thiết kế là được bo hai lớp ở đây. Bo hai lớp nó nhô ra. Thiết kế rất là châu Âu các bác nhá. Và mặt lưới của nó cực kỳ đẹp, mặt lưới rất là đẹp. Cũng có những cái dòng RCF khác ấy, thì là nó in cái chữ ở đây này. Đấy, cái dòng rẻ tiền các bác nhá. Dòng rẻ tiền không thể so sánh được với dòng này. Dòng này là dòng C-Max 300. Hiện tại bên hàng chính hãng của Bảo Châu Elec bán rất là cao. Đây là hàng xịn thì các bác có tiền, có điều kiện thì các bác mua hàng đấy các bác nhá. Còn chúng ta trong tầm kinh tế khoảng hơn 6 triệu thì các bác sử dụng những cái dòng này. Là chất âm của nó tất nhiên thì nó sẽ không bằng hàng chính hãng được, nhưng mà nó cũng được khoảng 7 phần. Đấy, được khoảng 7 phần. Và em vẫn sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm. Rất là đẹp các bác nhá. Một mẫu loa đẹp nhất từ trước đến nay mà bên Compro Audio đang chào bán cho các bác. Một mẫu loa rất là đẹp các bác nhá. Loa này công suất của nó cực đại 1600W các bác nhá. Nên các bác có cục đẩy phải thật là khỏe. Công suất bình thường trung bình cục đẩy phải dao động từ 500W trở lên. Đây là công suất khởi động như thế đấy. Còn nếu mà đạt maximum là 1600W có thể đánh sự kiện ngoài trời, live show các thứ rất là ok. Cái tép của nó cũng design bởi Italia. Và củ bát của nó cũng vậy. 1600W các bác nhá. Công suất hoạt động là 800W. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Công suất hoạt động của nó là 800W. Rất là chất lượng các bác. Một mẫu loa đẹp, hay và chất lượng. 6.500.000 đồng các bác nhá. Với mức giá em nghĩ là cũng tiền nào của đấy thôi. Mình không thể so sánh được với hàng xịn. Nhưng mà các cái hàng bãi trong tầm giá như này, hàng bãi không ăn được đôi này các bác nhá. Nếu mà là hàng bãi xịn, có ba cái loại bãi mà nội địa ở Trung Quốc ấy, hàng bãi nội địa Trung Quốc ấy, thì là sẽ không ăn được. Ở đây thì này em cũng có con Martin bãi các bác nhá. Đây là Martin bãi, nhưng mà đây là chỉ là bãi Trung Quốc thôi, bãi Trung Quốc thôi. Chất thùng và cái bát của nó thì là cũng như này, mà không được bằng như này các bác nhá. Đây là Martin hàng bãi Trung Quốc. Hàng bãi thì là phải hàng bãi bên B Martin. Đây là tháo tem ra thôi. Thực ra nó vẫn là hàng nhái các bác nhá. Không phải là Martin Audio của Anh Quốc. Đây là một cái tem khác. Đây dán vào đây thôi. Đây ở đằng sau đây. Vanex FX12. Đây là công suất nó cũng ghi ở đây. Nhưng mà đây là hàng nhái của bên Trung Quốc thôi. Hàng giá đôi này là cũng là 5 triệu. Đấy, 5 triệu của đôi này là 6 triệu rưỡi. Đôi này từ bé hơn và chất lượng cũ rồi. Thì nó cũng sử dụng cái bát này thôi. Sau quá trình thời gian sử dụng thì là nó sẽ là thành hàng bãi. Nó cũng là cái bát này cũng là một nhà máy các bác nhá. Thì trong tầm giá thì các bác không nên mua hàng bãi, thì khuyên thật các bác luôn. Trong tầm giá này không mua nên mua hàng bãi. Hàng bãi các bác phải từ 8-9 triệu trở lên các bác lên mua sở hữu những dòng đấy. Còn không thì các bác cứ quất cái hàng mới này cho em, vừa lành vừa đẹp và chất lượng không hề thua kém, còn cao hơn và chưa sử dụng. Rất là đẹp các bác, đôi loa RCF rất đẹp. Thật lòng các bác, khi mà các bác mua những đôi hàng bãi tầm 6 triệu thì các bác mua hàng mới trở lên ngon hơn. Hàng bãi phải tầm từ 8 triệu trở lên thì này em khuyên các bác mua những dòng như vậy. Còn không thì các bác cứ lấy loa mới cho nó lành.
Đấy, những đôi loa bãi này cùng tầm giá này thôi, nhưng mà loa bãi này em cam kết với các bác không thể so bì được với đôi RCF như này các bác nhé. Đấy, cũng là nhìn thì rất là giống nhau, hàng bãi. Các bác cứ tưởng là mình mua được hàng Martin bãi nhưng không phải các bác nhé. Đây là hàng nhái thôi, cũng như là cái hàng này hàng loại 1 thôi. Đây là cũng như là hàng loại 1 thôi, không phải là hàng xịn Trung Quốc nó làm lại. Và đây là cũng là đồ Trung Quốc, có nghĩa là sau 2-3 năm nó lại sang Việt Nam thì nó lại thành hàng bãi RCF, nhưng mà chỉ là hàng loại 1, không phải hàng xịn các bác nhé. Hàng xịn thì các bác cứ nên ưu tiên những hàng có thương hiệu, hàng có thương hiệu bên B đấy, RCF, nhưng mà phải là hàng xịn các bác nhé, không phải là hàng. Rồi ok, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video clip lần sau. Rất là đẹp, đôi loa này quá tuyệt vời luôn.